Ngươi làm sao vào thân thể này được? Qua giấc mơ. Ta đến từ nước. Ngươi đã làm gì gia đình cô ấy? Ta đã phân tán mọi sự, gia đình, doanh nghiệp, hôn nhân của cô ấy thế nào? Cô ấy không có hôn nhân. Ngươi làm sao nhập vào cô ấy? Cô ấy thuộc về ta. Ta đã làm cô ấy bỏ học, phá hại kinh doanh cô ấy. Ta nhập vào cô ấy lúc còn nhỏ. Chúng ta hãy nhìn xem màn ảnh và chứng kiến sự giải cứu ngay lập tức. Khỏi từ tà linh. Ta đã phân tán mọi sự thuộc về cô ấy, kinh doanh, hôn nhân, mọi sự, không có sự nghiệp gì cả. Ngươi làm sao nhập vào cô ấy, từ dòng dõi gia đình cô ấy. Bây giờ hãy đi, trong danh Jesus Christ. Tất cả các ngươi ở tà linh ô uế phải đi ra và không trở lại nữa. Ra! Ra trong danh Jesus Christ. Ra trong danh Jesus Christ. Cảm ơn Chúa Giêsu. Cô được tự do và hôn nhân cô được phục hồi trong danh Jesus Christ. Tôi được tự do và gia đình tôi cũng được tự do. Cảm ơn Giêsu. Người làm gì gia đình cô ấy? Hôn nhân cô ấy? Không có hôn nhân gì cả. Trong danh Đức Chúa Giêsu Christ, ta truyền lệnh linh người đàn ông phải đi ra khỏi cô ông. Người tà linh ô uế, người tà linh thần tượng trong gia đình, đi ra trong danh Giêsu Christ. Tất cả các người tà linh sự chết ra. Đi ra trong danh Jesus Christ. Cảm ơn Chúa Jesus Christ. Ông đã được tự do. Nó đã xong rồi. Cảm ơn Jesus. Cảm ơn Chúa Jesus. Con được tự do trong danh quyền năng Jesus Christ. Tất cả những người đàn bà trong gia đình, ta đã hủy phá chúng. Ta đã ngăn cản cô ấy đi học. Ta đã tiêu diệt cha mẹ cô ấy. Làm sao ngươi nhập vào cô ấy? Qua giấc mơ. Ngươi là ai trong thân thể này? Ngươi đã làm gì cô ấy? Hãy nói ra. Hãy để cô ấy yên. Cô ấy thuộc về ta. Ngươi là ai? Ngươi có tên mà. Hãy nói ra. Vợ, có bao nhiêu các ngươi trong thân thể cô ấy? Hãy để cô ấy yên. Ngươi là ai? Hôn nhân của anh ấy bị tiêu hủy. Anh ấy không có vợ nữa. Ngươi là ai? Ta đã hủy phá hôn nhân của anh ấy. Anh ấy không có vợ. Ngươi đã làm gì gia đình của anh ấy? Ta đã hủy phá toàn bộ gia đình anh ấy. Không có vợ nữa. Có bao nhiêu các ngươi trong thân thể anh ấy? Chúng ta có cả trăm người. Chúng ta có quyền lực. Những tà lực đó làm gì trong thân thể anh ấy? Chúng ta có cả trăm. Cả trăm linh. Làm sao ngươi nhập vào anh ấy được? Ta đã tiêu hủy vợ của anh ấy. Làm sao nhập vào anh ấy được? Ta đi qua dòng dõi gia đình. Ngươi là ai? Ngươi là ai trong thân thể cô ấy? Hãy nói ra trong danh Jesus Christ. Bà tưởng mình là ai? Chúng tao sẽ tiêu hủy bà. Ngươi là ai trong thân thể này? Ha ha ha. Ngươi đã làm gì cô ấy? Tao muốn giết cô ấy. Tại sao lại muốn giết cô ấy? Cô ấy rất cứng đầu.
Cô ấy làm phiền vương quốc của tao. Chúng ta phải giết cô ấy. Ngươi đã làm gì cô ấy? Ha ha. Chúng ta đã ngăn chặn giấy tờ của cô ấy. Chúng ta đã ngăn chặn mọi giấy tờ cô ấy không thể đi học được. Chúng ta ngăn cản mọi thứ. Làm sao ngươi nhập vào cô ấy được? Cô ấy cứ cầu nguyện và làm phiền chúng ta. Khi chúng ta nhập vào cô ấy, chúng ta muốn giết cô ấy. Ngươi làm sao nhập vào cô ấy? Tao nhập vào cô ấy qua dòng dõi người mẹ. Ngươi đã làm gì cô ấy? Làm gì sự nghiệp cô ấy? Ta đã tiêu hủy cô ấy. Ngươi đã làm gì gia đình cô ấy? Phải nói ra, cô ấy sẽ không thành công. Tao không muốn cô ấy thành công. Tại sao? Cô ấy là một người vĩ đại. Làm sao ngươi nhập vào cô ấy? Cô ấy bị mang dạ. Cô ấy đã 3 tuần rồi mà không đẻ ra được. Tà linh đằng sau việc không sanh nở được. Phải đi ra. Đi ra khỏi cô ấy. Đi ra. Ta truyền lệnh cho ngươi phải đi ra khỏi cô ấy. Trong danh Jesus Christ. Phải đi ra ngay bây giờ. Đi ra khỏi cô ấy. Trong danh Jesus Christ. Trong danh Jesus. Ok, hãy đứng dậy, Madam. Hãy đứng dậy. Cô đã được tự do. Cô sẽ sanh đẻ một cách an toàn. Vợ của cô được tự do. Vợ của ông đã được tự do. Cảm ơn Chúa Jesus, vợ tôi được tự do. Ngợi khen Đức Chúa Trời, chúng ta nhìn thấy người ta được giải thoát khỏi những vòng dây xích. Những dây xích hành hạ, đau đớn. Hãy nói ra ngươi là ai? Cô ấy thuộc về ta. Cô ấy có con với ta. Cô ấy thuộc về ta. Ta sẽ không để cô ấy đi. Ta sẽ không để cô ấy đi. Ngươi đã làm gì sự nghiệp cô ấy? Ta đã lấy sự giáo dục ra khỏi cô ấy. Cô ấy từng là một người rất thông minh, nhưng ta đã đánh cắp khỏi cô ấy. Tao sẽ không để cô ấy đi. Hãy nói ra trong danh Đức Chúa Jesus Christ. Tao đã hủy phá mọi sự trong cô ấy, trong đời sống cô ấy. Ngươi nhân viên của sự phá hoại, ngươi tà linh phụ nữ và tất cả những tà linh khác, phải đi ra ngoài trong danh Jesus Christ. Đi ra, ra trong danh Jesus Christ. Cảm ơn Chúa Jesus Christ. Ngươi phải đi ra hoặc không bao giờ trở lại nữa. Không thể trở lại vào thân thể này nữa. Cô được tự do, hãy đứng lên. Người là ai? Ta đến từ nước. Người làm gì gia đình cô ấy? Ta đã hủy phá cô ấy. Hủy phá hôn nhân cô ấy. Người đã khiến cô ấy làm gì? Ăn cắp và nói dối. Mọi sự. Người làm sao nhập vào cô ấy? Và giấc mơ. Hãy để tao đi. Ngươi là ai? Hãy để tao đi. Ngươi đã làm gì ông ấy? Ta đã khiến anh ấy tiến lên rồi lại tụt xuống. Ngươi là ai đã khiến anh ấy đi lên rồi lại đi xuống? Ta là một người mạnh mẽ. Ngươi đã làm gì gia đình anh ấy? Ta đã phá hủy. Ngươi đã làm gì hôn nhân anh ấy? Ta đã phá hủy hôn nhân của anh ấy. Anh ấy không thể kết hôn được. Làm sao ngươi nhập vào cô ấy, anh ấy được? Làm sao ngươi nhập vào anh ấy? Hãy để tao đi.
Ta đến từ dòng dõi người cha. Ta đã hủy phá anh ấy. Anh ấy là một người tốt, nhưng ta khiến anh ấy chẳng ra gì. Không ra gì. Nothing. Làm sao ngươi nhập vào anh ấy được? Từ khi còn nhỏ, trong danh Jesus Christ, hãy được tự do. Cảm ơn Chúa. Ta truyền lệnh cho tà linh phải đi ra khỏi thân thể này. Đi ra trong danh Jesus Christ. Đi ra. Đi ra trong danh Jesus Christ. Trong danh Jesus Christ, người tà linh làm anh ấy đáy dầm phải đi ra trong danh Jesus Christ. Cảm ơn Chúa Jesus Christ. Anh được tự do. Hãy đứng lên, xong rồi, anh được tự do. Cảm ơn Chúa Giêsu, tôi được tự do. Cảm ơn Chúa Giêsu, tôi được tự do. Kinh Thánh nói rằng khi con Chúa chờ làm cho tự do thì bạn thật sự được tự do. Chúng ta thấy ma quỷ bị đuổi ra khỏi người ta bằng quyền năng Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Kinh Thánh nói rằng là cầu nguyện bởi đức tin sẽ giải cứu và chữa bệnh. Ta là hoàng hậu. Ngươi từ đâu đến? Ta là hoàng hậu của bờ biển. Bờ biển gì đó không biết. Chúng ta đến từ đại dương. Có bao nhiêu các ngươi trong thân thể này? Chúng ta có rất nhiều. Ta làm cô ấy bệnh, ta không muốn cô ấy sống. Bởi vì cô ấy từ chối phục vụ ta, hầu việc ta. Ta muốn cô ấy trở thành công chúa của ta. Ta muốn cho cô ấy mọi sự, nhưng cô ấy lại từ chối hầu việc ta. Cô ấy từ chối chết. Cô ấy từ chối chết. Người đàn ông này là ai? Tao đến đây có một mình thôi, không có đi ai cùng, không có cùng đi với ai. Ông là ai? Tôi là chồng của cô ấy. Ông muốn nói gì về cô ấy? Những gì cô ấy nói là sự thật. Cô ấy có một tai nạn hồi năm ngoái. Ngay cả trong lúc nói chuyện như thế này, cô ấy cũng không thể đi được. Cô ấy bị bệnh đau lưng. Cô ấy rất là dữ dằn. Rất dữ dằn. Ta muốn đi. Hãy để tao đi. Ngươi làm sao nhập vào cô ấy được? Cô ấy sẽ không bao giờ cưới hỏi được. Cô ấy sẽ không bao giờ có hôn nhân. Ngươi muốn làm gì cô ấy? Ta muốn giết cô ấy. Ta muốn giết cô ấy. Ngươi đã làm gì gia đình cô ấy? Bệnh ung thư. Ngươi làm sao nhập vào cô ấy? Vào giấc mơ. Ngươi có tên. Tên ngươi là gì? Ngươi là ai trong thân thể này? Ta muốn cô ấy đau đớn. Ta muốn cô ấy đau đớn. Ngươi đã làm gì sự nghiệp hôn nhân cô ấy? Hôn nhân à? Cô ấy bị đau đớn rất nhiều. Ngươi làm sao nhập vào cô ấy? Từ dòng dõi người mẹ. Ngay bây giờ, ngươi tà linh gian ác. Thời gian của ngươi đã hết hạn. Hãy đi ra khỏi thân thể này trong danh Giê-xu. Trong danh Giê-xu. Trong danh Giê-xu. Hãy đi ra khỏi cô ấy ngay bây giờ. Đi ra khỏi hôn nhân của cô ấy. Trong danh Giê-xu. Hả?
Hãy đứng dậy, cô được tự do. Thưa ông, vợ ông đã được tự do. Phải đi ra ngay bây giờ. Hãy đi ra khỏi cô ấy trong danh Giê-xu. Trong danh quyền năng Giê-xu Christ. Ok, hãy đứng dậy người chị, cô đã được tự do. Hãy đi ra trong danh Giê-xu Christ. Ok, cô được tự do. Ngươi là ai? Ta là hoàng hậu. Ngươi là ai? Là hoàng hậu. Ở trong sông nước. Hỡi người của Đức Chúa Trời, xin hãy giúp tôi. Tôi đến từ nước Nam Phi. Tôi thường ăn đất đã được 23 năm. Xin hãy giải cứu tôi. Tôi cũng bị đau đớn từ những sự tấn công của ma quỷ. Đây là thế nào? Tôi ăn đất. Và nó nếm có mùi vị ngon hơn cả thức ăn. Và ngay bây giờ tà linh mà chịu trách nhiệm cho việc nghiện ngập này sẽ bị đuổi ra. Trong danh quyền năng Jesus Christ. Người tà linh có thói nghiện ngập này phải đi ra khỏi cô ấy. Phải ra ngay bây giờ. Đi ra khỏi cô ấy. Khắp thân thể của người. Lửa của Chúa Thánh Linh. Ngay bây giờ. Trong danh quyền năng Jesus Christ. In the mighty name of Jesus Christ. Ta tuyên bố cô được tự do. Khỏi sự nghiện ngập này. Trong danh Chúa Jesus Christ. Ok, người chị, cô đã được tự do. Xin chúc mừng cô. Trong danh Chúa Jesus Christ. Đi ra khỏi cô ấy. Đi ra trong danh Jesus Christ. Hãy đến đây. Đi ra trong danh Jesus Christ. Hãy đứng lên. Cô đã được tự do. Người đã làm gì hôn nhân của cô ấy? Trong danh Jesus Christ, tà trường lĩnh tà linh đã làm cho hôn nhân bị rối loạn, phải đi ra. Tà linh có sự giận dữ phải ra khỏi ngươi bây giờ. Trong danh Jesus Christ. Trong danh Jesus Christ. Hãy đi ra trong danh Jesus Christ. Đi ra. Đi ra. Đi ra. Ra trong danh quyền năng Jesus Christ. Đi ra. Ngươi tà linh ô uế, ngươi phải đi ra cùng với các bệnh tật của ngươi và không được quyền trở lại. Đi ra. Cảm ơn Chúa Giê-xu. Cô ấy được tự do. Nó đã xong rồi. Cảm ơn Chúa Giê-xu, tôi được tự do. Tôi xin muốn được chút nước. Tôi muốn súc miệng tôi. Tại sao cô cần nước? Bởi vì nó nếm rất là tồi tệ. Chúng ta đang xem cô gái đã được giải cứu khỏi thói nghiện ngập ăn đất. Còn ngon hơn cả ăn thức ăn. Và sau khi được giải cứu, cô ấy thử nghiệm lại và thấy nó nếm rất tồi tệ. Nó nếm có mùi vị như đất. Như đất. Nó không còn ngon ngọt nữa à? No. Ngợi khen Chúa Trời, đây là cô gái đến từ nước Nam Phi. Với nan đề ăn đất. Và cô ấy được giải cứu, mọi sự vinh hiển thuộc về Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa Giê-xu, tôi được tự do. Cảm ơn Chúa Giê-xu, tôi được giải cứu. Oh,
Al Espíritu de Dios para recibir. Continue to watch your screen. You're still witnessing instant deliverance from evil spirits. Ophelia, I've scattered everything, business, marriage, everything, a career. She has got no career. Ophelia, family. Now go. Out in the name of Jesus Christ. All of you, unclean spirits, leave this body and never return. Out! Out in the name of Jesus Christ. Out in the name of Jesus Christ. Thank you, Jesus. You are free and your marriage is restored in Jesus' name. Thank you, Jesus. I'm free. My family is free. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. In the name of Jesus Christ, I command you, spirit of man, out in the name of Jesus Christ, you unclean spirits, the idol to maintain the family, out in the name of Jesus Christ. All of you, spirits of death, out in the name of Jesus Christ. Jesus Christ. Thank you, Jesus Christ. You are free. It's over. Out, you demon, in the name of Jesus. Come on, Samuel. Thank you, Jesus. Thank you. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. I am free. Thank you, Jesus. Who are you? Mighty name of Jesus Christ. Who are you? Jesus. You are free. I don't want any of them to go to school. Bad woman from the family. I've destroyed them. I've destroyed and stopped her from going to school. Okay, so I destroyed her father and mother through the dream. Through the dream. Everything. All her documents, we block it.
We block everything. She can't go to school. We block everything. She's praying and disturbing us. We want to suck blood in her country. We didn't enter her, but we want to kill her. Because... Because my daughter from my mother's side. Is that Yahoo? What have you done to your career? Destroy. A marriage, a family? Speak. She will not succeed. Why? Why don't you want to succeed? I don't want her to succeed. Why? Who are you? She's a great woman. How did you enter? How did you enter? How did you enter? Speak up, enter. She's 3 weeks to overdo. There's no sign of... You spirit behind this overdue pregnancy, come out right now! Come out of her! Come out! I command you to leave her in the name of Jesus Christ! Come out right now! Come out of her! In Jesus' name. In Jesus' name. Okay, rise up, madam. Rise up, you are free. You are going to deliver your baby safely. Your wife is free, sir. Thank you, Jesus. I'm free. Thank you, Jesus. She's free. Thank you, Lord. Glory be to God. People are still being set free from the chains of affliction. She have my children. She belongs to me. I will not let her go. I will not let her go. I take her education. She used to be brilliant. In the name of Jesus Christ. Of destruction, the spirits of woman and all of you are commanded to leave his body out in the name of Jesus Christ. Out! Thank you, Jesus Christ. You leave and never return to this body. You are free. Stand up. I destroy her. I destroy her marriage. HIV. What are the things to push her to do? Stealing. What else? Lying. Okay. How did you enter? Everything. How did you enter? How did you enter? How did you enter? Let me go! Who are you inside this body? Let me go! Who are you? Huh? What have you done to this man? Huh? Done what? I caused him rise and fall. Who are you that causes him to rise and fall? I'm a strong man. What have you done to the family? What have you done to his marriage? I've destroyed his brothers and sisters. His marriage? I destroyed his marriage. Even if I get married. How did you enter this man? Let me go. What have you done to her? Speak out. What have you done to her? To her health? Speak out, who are you? His power from his father's house, I destroyed his life. I confused the news. He's a great man, but I met him to be nothing. Name of Jesus. Nothing.
They did nothing. It's what nothing. From this child. In Jesus Christ's name, free. Thank you, Lord. De Dios, la libertad, la sanidad y la bendición son como the spirit of shame. I command you to leave this body out in the name of Jesus Christ. Out, out in the name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ, that spirit of bedwetting, tormenting you, out in the name of Jesus Christ. Thank you, Jesus Christ. You are free, sister. It's over. You are free. Speak out in Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. The Bible says, if the Son of God sets us free, we are free indeed. And as the demons are being cast out of the people, the demons are being kept out of them effectually by the power of the living God. So you know the Bible says a prayer of faith will save the sick. I said I'm the queen. Queen from the queen of coast. The queen of coast. The queen of coast. Yes. We're born upright in Indian Ocean. Yes. Oh. We are made it there. Yes. I have inflicted different sickness. I don't want her to live. I want her to die. Because she refused to serve me. I made her a princess and give her all what she wants. But yet she refused to serve me. I even said I died for her. She refused to die. Each time I do something for her, she refused to die. I do not come with anybody. I come alone. The husband. And what she says is true. She had an accident last year. Even as I'm talking to her now, she cannot walk. She having a lumbar spondylolisthesis. Her character, she's aggressive. Yes, she's too aggressive. Yes. I want to go, I want to go. Let me go, let me go. She will never get married. She will never, never, never get married. She will never get married. That one. She will never, 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 never get married. I want to kill her. What's the death of you made? I want to kill accident. Accident. I want to kill her. I'm going to kill Santa Claus. Look, Chris. You have a name. Why are you this body? I want to make her suffer. What else you want to do to her? I will suffer her. She's carrying the body of a man. Okay. What else have you done to her career? Marriage. Marriage. She's suffering a lot. And she will suffer. Okay. How did you enter her? From her mother's side. Right now, you wicked spirits. Your time has expired in this body. Come out in Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Leave her right now. Leave her marriage. In Jesus' name. Who are you? Who are you inside this? Rise up, sister. You are free. In Jesus' name. So your wife is free. Again, who? You're who?
Leave her in Jesus' name. In the mighty name of Jesus Christ. Okay. Rise up, sister. You are free. Who are you? Queen. Come out in Jesus' name. Okay. You are free. I'm a queen. You're what? Queen. Queen of the river. Hi, men of God. Men of God, please help me. My name is Tulufelo Khole. I'm from South Africa. I've been eating soil for the past 23 years. Please deliver me, men of God. I'm also suffering from evil attacks. And I've been all over. This is how I eat it, and it actually tastes better than food. So right now, the spirit responsible for this addiction will be sent out in the mighty name of Jesus Christ. You spirit of addiction, come out of her. Get out right now. Come out of her. All over your body, Holy Ghost, fire right now. In the mighty name of Jesus Christ, I declare you free from this addiction in Jesus' name. Okay, sister, you are free. Congratulations. Look here, in the name of Jesus. Come out in the name of Jesus Christ. Out in the name of Jesus Christ. Come here. Come out in the name of Jesus. I have water. Powerful, can I have water? It tastes awful. Stand up, you are free. It tastes awful. Stand up, you are free. In the name of Jesus Christ, I command that spirit of confusion in the marriage out. That spirit of anger to leave you right now. In the name of Jesus Christ. Thank you, Jesus Christ. Out in the name of Jesus Christ. Out. 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 Out in the name of Jesus Christ. You unclean spirits, because of this problem, you live with your sickness and never return. Out! Thank you, Lord. You are free. It is over. Thank you, Jesus. I'm free. Thank you, Jesus. I'm free. I need water. I need to rinse my mouth, please. Why do you need water? This thing tastes awful. Huh? It tastes awful. It tastes so bad. Speak out! It tastes like dust. It tastes like dust. It's no longer sweet. No. To God be the glory. That is a woman who is all the way from South Africa. She will be declared free from the problem of addiction to eating soil. To God be the glory. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. I'm free. Thank you, Jesus. I'm delivered.